Xin chào các anh, hôm nay em giới thiệu các anh vài dòng CD của Marang. Thì hôm nay em có mua một em Marang cho anh khách ở Hà Nội. Thì em cũng tiện thể có một em Marang nhé. Marang là mã là CD6005, em có muốn bán em này nhé các bạn nhé. Có một muốn bán em CD Marang CD6005. Thì giá em nói về Việt Nam khoảng 8 đến 9 triệu Việt Nam đồng các bạn nhé. Các bạn mua hàng thì đây này em. Thì đây, hôm nay em xin giới thiệu sản phẩm là CD Marang này. Đây là CD Marang Network CD Play, mã là ND8006. Thì em này tình trạng hàng là hàng zin, nguyên zin nhưng mà không thùng xốp các bác em. Cả em ở bên dưới nữa. Thì em này về Việt Nam khoảng 21 đến 22 triệu Việt Nam đồng. Đây em có đặt thêm cho một bác khách nữa là dòng chia âm ly của Lukman RAC. Bác bảo là mua ở Việt Nam cũng có, nhưng mà ở Việt Nam thì lắm hàng, không biết là hàng của nước nào, có thể là Trung Quốc hoặc có thể là Việt Nam, có thể là, nói chung là cũng không biết là có phải của Nhật không. Thì bác cứ nhờ em mua bên này về cho chắc. Em này thì em mua với giá bên này là khoảng 3 triệu Việt Nam đồng. Rất là mới. Hàng mới nguyên nha các bác nhá. Hàng này hàng mới tinh 100%. Em đặt trên mạng về. Đây. Đây là phụ kiện của em Marang ND8006. Khiển zin các bác nhá. Cần zin này, còn trong tình trạng 10 cưng nhé. Đây là dây
5V 1A. Đấy, nhìn rất là tương đối với nhau, rất là đẹp. Hàng tình trạng em mua Nhật Bản, hàng đẹp xuất sắc các bác nhé. Thì bác nào mua hàng thì liên hệ với em qua Zalo, Facebook nhé. Em xin cảm ơn và chào các bạn.